Chào các bạn đến với xưởng lò Thanh Cao. Thì hôm nay mình được một chú ở nhà bè Hồ Chí Minh mình gọi để nâng cấp cái lò ha. Nhưng mà do trời mưa nắng này thất thường, lúc này vào mùa mưa mình cũng phải ráng cố gắng mình đi để làm cho chú cái lò để chú hát nha các bạn. Thì âm thanh là món ăn tinh thần mà, tinh thần thoải mái để làm việc thoải mái được. Thì cái lo của chú thì cũ rồi, hát không hay nữa, nên mới giờ mình xuống nâng cấp thêm đồ, thay vỏ, thay mặt này kia, làm cho nó hay. Thì đồ thì cũ của nhà xưa giờ mua thì bỏ cũ nè các bạn, nên chú quyết định là nâng cấp lên cái lo. Nhiều tiền thì nhiều, nhưng quỹ hát hay là được rồi. Thì mình cũng cảm ơn đã chú đã tin tưởng ủng hộ mình, xưởng lo của mình nha các bạn. Đây mình đã tới đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Mưa tầm tã luôn. Chạy khúc đường là hết mưa rồi nha các bạn. Thì đây là mình cũng gần tới nhà khách rồi. Còn khoảng 3 km thôi. Cao ốc không ha, mình đây khu vực là khu Bình Chánh, cảnh rất là đẹp nha các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cảnh rất là đẹp. Chạy. Vậy là qua Google chỉ lộn rồi, đồng chí lộn đường rồi, vô cái đường công trình mình phải quay đầu xe lại thôi. Hôm nay đi mấy lần mà bị chị Google chỉ lạc đường hết trơn, toàn là đi chỉ vô đường cấm, đường công trình hay không à. Đây là con đường nông thôn của Sài Gòn mình đây nha các bạn. Ồ, cây bông giấy quá đẹp luôn. Đó, đường nông thôn của Sài Gòn mình đó. Sài Gòn cũng có cái đường nông thôn hoằng mèo và khó đi nha. Còn khoảng 1 km nữa là tới được nhà khách quý của mình. Lý do khách này là kêu mình đi nâng cấp lo là mình đi liền là do anh ta là có trang trại để nuôi cá. Mình muốn tham quan cái mô hình này luôn nha các bạn. Tham quan mô hình nuôi cá. Giống cái con đường nông thôn của các tỉnh mình quá ha. Ở đây là anh ta nuôi cá nè. Cá này là ăn từ thức ăn thừa của các quán á. Đây, cái xe trước là lấy thức ăn thừa của quán rồi. Bắt đầu mới thả xuống đây cho cá ăn, nuôi cá. Thì tận dụng những hết những cái để nuôi cá cho đỡ tốn được chi phí nha các bạn. Đây, các nhà rồi ta cắt nuôi cá. Đó, cá quá trời cá luôn không? Mình đi về hướng nam, đi được cái 600m nữa rẽ trái. Đi được cái khu này thấy trong thành phố mà ngoài thành phố mà có nuôi cá nữa nha. Tới được cái trang trại nuôi cá của ông anh nha các bạn. Anh chạy trước đặng đón mình vô đấy. Tới nơi rồi nha các bạn. Đó, tới nơi rồi, anh xui này làm lo mà anh xui này lại chở phụ luôn. Đó, vậy nó mới vui. Đó, bây giờ mình... Vào tới lo đang ở Bình Chánh nha các bạn. Thì chủ nhà là mua lo rồi rồi anh xui đem xe theo chở phụ nữa nha. Đó, thì do đường xa quá bởi vậy mình đem vô tới nhà mình ráp nha các bạn. Ráp trước thì nó nặng quá. Ráp trước thì nó nặng quá để mình đem vô tới nhà mình mới ráp nha. Phải cột lại. Ông chạy không quen là nó rớt à. Đó, cột cho kỹ cho an toàn. À, coi YouTube rồi có rủ anh xui này coi không? Không, anh xui này chưa coi đâu. Chưa coi hả? Chưa có cho nhậu. Chưa cho nhậu hả? Nay vũ xuống này đặng nhậu với anh. Nhậu đặng quay lên YouTube được chơi ha. Với ca với anh được chứ còn thua. Đam mê chứ không phải ca. Đam mê âm nhạc thôi phải không? Đam mê là phải mua cho anh em chơi vậy đó.
Được, được. Có gì ông làm để đây chứ cái luôn nè. Để nó kẹp làm sao? Đây là mình tải vô nha các bạn. Dù đường xá cỡ nào cỡ mình cũng phải tải vô giao tận nơi cho khách hàng nha các bạn. Rồi, ảnh vô trước rồi bạn. Đó. Thôi thì em đi bảo từ từ. Được, được. Không sao đâu. Thôi thôi, được. Cái nâng cấp lo. Nâng cấp lo lên. Mấy cái lo nhà giờ nó âm đi nhà dở quá, giờ mua đồ nâng cái mấy cái lo nhà lại. Đam mê văn nghệ, đam mê nghe không à? Anh ảnh nghe không à, chứ ảnh chưa hát được. Cái chỗ rồi nha các bạn. Chủ nhà đang đinh đồ vô nhà nha các bạn. Đinh vỏ lò vô đặng mình ráp nha. Thì giới thiệu các bạn, đây là con sông lớn nha, sông lớn ở chợ quận 8 mình á, là cầu xóm củi đồ đó, là chảy ra con sông này nè nha các bạn. Đó. Ở đây anh nuôi vịt đồ quá trời, trồng mai đồ nữa nè. Trồng ổi nữa nè. Mai giáng long Bình Định luôn. Đó, nhặt luôn ha. Giáng long Bình Định luôn. Đó. Thì bữa nay có anh xui để đi theo phụ chở đồ cũng khỏe ha. Khỏe. À, anh xui nhậu được mấy lon anh xui? Dạ cũng tính thường thường là mình tủ lượng vô biên cả đời không đối thủ anh ơi. Cả đời không đối thủ luôn hả? Có chị xui nhậu là lâu xỉn nữa ha. Lâu xỉn luôn. Thường thường thì mình làm được 4-5 lon. Dạ. Có chị xui thì 10 lon ha. Chắc vậy à. Rồi. Giờ có nhiêu xài nhiêu nha các bạn. Thì do chủ nhà nói mình kêu mình đem đồ xuống ráp lo. Chủ nhà có sẵn cái cặp lo 3 tắc. Mà giờ đem lại đây cặp lo có 2 tắc rưỡi nè. Đó, có 2 tắc rưỡi đâu có ráp vô được. Đó, hơn là mình cũng đem theo cái bát 40 và 2 cái dép. Thì tạm thời là hát nhiêu đây. Bữa nay hát đỡ nhiêu đây rồi mình sẽ đem 2 cái bát tiếp theo mình gắn cho khách nha các bạn. Thì do khách hàng chứ không phải bên mình nha, do khách hàng là nói là nhà có sẵn cặp lo 3 tấc rồi, gắn vô hát luôn. Thì mình cũng tưởng đâu là 3 tấc. Đây đây chế giới có 2 tấc rưỡi thôi. Xui ơi. Chặt chặt gà luôn hả? Nói nhanh vậy trời, ráp cái lo có 15 phút xong mà làm gà 15 phút xong luôn hả? Trời ơi nhanh dữ vậy ta. Đó, ông anh xui này ráp lo, ông anh xui này là làm gà, làm mồi nhậu. Đó, đây sau là cũng nuôi cá rồi nha các bạn. Ủa, nước chảy mà. Nước chảy. Cá ngớp ngớp dưới đây là mình nuôi hay cá thiên nhiên? Đó, cá quá trời cá, đâu cá nó quẩn kìa. Xong nè các bạn, giờ có chi dùng nấy thôi. Giờ chủ nhà có 2 cái lo này thì mình ráp cái này vô, rồi còn 2 cái cặp bát 30 á là mình để ráp sau nha, do mình không có chuẩn bị trước. Do chủ nhà nói là có sẵn cái cặp 3 tấc rồi, bây giờ cần nhiêu đây thôi, giờ đem xuống ráp cho chủ nhà đang hát. Sao wifi yếu quá trời, yếu. Xài wifi dây hay là xài wifi dây mà yếu vậy ta? Anh mở nhạc cho các bạn nghe. Đó, vô nhạc rồi đó. Vô, test nhạc remix coi. Thank you.
do cái bàn cờ, cái tiếng ca nó không có mượt dữ. Bây giờ mình gắn cái bàn số vô test thử nha các bạn. Thì do nhà nhu cầu của khách hàng có nhiều chơi nhiều, chứ mua một lần thì nó ngán lắm, mua từ từ thì tiền ra cũng nhiêu đó thôi các bạn, chứ không có hơn, không có mắc hơn và cũng không rẻ hơn. Thì mình giờ mình gắn trước cho khách có được nhiều, xài nhiều cho đỡ được phần nào hay phần đó nha các bạn. Rồi chế xong cái lo nha các bạn. Thì do hai cái bát 2,5 tấc của ông anh này nó tệ quá, nó tệ quá rồi mình bỏ ra ngoài luôn, bỏ ra ngoài luôn để mai gửi thêm cặp bát 3 tấc nữa để cho ông anh này ổng xài. Chứ giờ nó mấy cái chép nữa, gắn vô chịu không nổi, nó nghe mùi khét khét hết trơn rồi, nghe nó không đã. Thôi mình tháo ra luôn đi cho an toàn, tháo ra cho an toàn. Rồi cũng như mấy cái đơn vị khác nè các bạn, ông xui của ông anh xuống làm mồi đồ sẵn ở trơn luôn nè. Giờ chỉ vô nhậu thôi, giờ chỉ là vô nhậu một chút là hát đâu phải không. Nhạc về ha, làm 2-3 lon cái là nhạc nó về. Cái này thơm thơm mùi giống chú nước hay gì? Không, măng chua. Măng chua, măng chua. Măng chua nấu lẩu cá. Lẩu cá nấu măng chua đặc biệt ở vùng này là nghe các bạn. Gà xếp hai. Gà xếp hai. Đó. Ông anh này anh nói là mơ ước bấy lâu nay rồi mới dám làm để cái lò để hát chứ. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu mình vô làm vài lon rồi mình sẽ quay livestream hát cho các bạn nha, nghe xem nha. Cái này là mới mở con cái bát nha các bạn. Sự hợp tác anh em mình vui vẻ để thành công ha, công cho tốt đẹp ha, mua được cái lò kéo, cái lò kéo mà còn lỡ dở mà để ngày mai để gửi xuống cho anh làm cho hoàn thiện. Rồi cái gì từ từ mình sẽ sáng năm tôi sẽ dắt lại cái nữa. Đặt cái nữa ha. Rồi thầy chúc mừng. Cảm ơn anh xui. Vô. Vô. Thank you.
Cá hay quá anh Vui ơi. Hết chưa? Thì vô. Bây giờ cái ông chủ bán lô bán phải can bản dạ. Chứ. Từ từ, từ từ. Anh chị hát trước đi em hát sau. Tôi thì không hát, tôi như vậy tôi chỉ nồng nổi ứng với. Không sống rồi.
bên cao. Quá bén, giọng cao quá bén. Dạ. Thank you.
thôi về rồi. Dạ, thôi về. Yeah, it's a mountain.
Tại vì có cái video